Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Hoan hỉ chào đón mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tháng 8 âm lịch sẽ giúp gia chủ nắm rõ được vận mệnh tốt xấu của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, qua phần luận giải chi tiết mà thầy Gia Cát đã chia sẻ. Bên cạnh đó, quý vị có thể biết được vận hạn của mình khó khăn để tránh hung, hóa cát, nắm bắt những cơ hội mà thần tài chiếu cố, có những bước đi chính xác, vững vàng về vấn đề tài chính, kể cả trong cuộc sống. Qua chương trình, mọi người sẽ có cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện: tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo. Để có những luận giải này, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã dày công nghiên cứu về tử vi, sao hạn, sao chiếu mệnh của năm. Còn chần chừ gì nữa, ngay bây giờ hãy mời mọi người cùng đến với phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Nhưng trước khi lắng nghe chúng tôi chia sẻ tiếp, mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin mời mọi người hãy lắng nghe. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Quý Hợi 1983 mệnh đại hải thủy không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn đối với tiền bạc. Nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn tìm đến. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạnh tài, vì thế có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh, chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến. Đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng, dần mất đi niềm tin và tình cảm. Con giáp này không phải người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương mình. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2021, gia chủ Quý Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Bản mệnh biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian cho bản thân mình, công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định, vì vậy tiền lương, tiền thưởng cũng không phải là ít. Bản mệnh cần chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Quý âm thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, gia chủ Quý Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Quý Hợi tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi không khởi sắc trong tháng 8 âm lịch. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, khiến khó có thể thể hiện được khả năng thực tế để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chờ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021 tháng 8 âm lịch, đường công danh sự nghiệp tuổi Quý Hợi không được thuận lợi. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước nên không đi được đến bước cuối cùng. Con giáp này thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Quý Hợi cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng mệnh chủ tuổi Quý Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Quý Hợi 2021, tài chính người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 8 năm 2021 âm lịch.
Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Quý Hợi tháng 8 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bấc ngắn, cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 8 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Quý Hợi không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, cũng nên nghiêm túc xem lại điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của mệnh chủ Quý Hợi sinh năm 1983. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi 2021 tháng 8 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi Quý Hợi có nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Quý Hợi đã kết hôn có rất nhiều sự thay đổi. Cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung, lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian, tâm sức cho công việc, dù bản mệnh muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến tuổi Nhâm Tuất dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng. Quá mệt mỏi và áp lực khiến tuổi Quý Hợi dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Quý Hợi, những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 có nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu, Tị Thành Kim Cục, Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Quý Hợi, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch 12 tháng 8, tức ngày 18 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Tỵ, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 8 tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Tân Tỵ, nạp âm Bạch Lộc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 8 tức ngày 15 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Bính Dần, nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 8 tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Dần, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ tuổi Quý Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang.
Chỉ chú xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Quý Hợi 1983 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức mọi người trưởng thành. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.